Bộ Quốc phòng điều 2.000 quân nhân, 50 bệnh xá giúp dân vùng đỏ đậm đặc. Trước mắt, Bộ Quốc phòng sẽ điều động 2.000 quân nhân hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch. Đồng thời, Bộ Quốc phòng sẽ điều động 50 trạm xá di động hỗ trợ 11 địa phương vùng đỏ đậm đặc của tỉnh này. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với tỉnh Bình Dương, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà tỉnh Bình Dương đang thực hiện trong công tác phòng chống dịch. Trung tướng Ngô Minh Tiến cho biết, trước mắt Bộ Quốc phòng sẽ điều động 2.000 quân nhân tham gia công tác phối hợp cùng các lực lượng địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bộ Quốc phòng cũng sẽ điều động 50 trạm xá di động hỗ trợ 11 địa phương vùng đỏ đậm đặc của tỉnh Bình Dương và 15 xe cứu thương để tỉnh điều phối phục vụ công tác phòng chống dịch đạt kết quả tốt hơn. Trước đó, ngày 25 tháng 8, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc để nắm tình hình về công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, hiện nay công tác phối hợp giữa các lực lượng quân đội, công an trong việc đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các chốt trọng yếu, chốt cứng trên địa bàn, nhất là 11 địa phương vùng đỏ đậm đặc đang được tỉnh triển khai khóa chặt, đông cứng trong 15 ngày. Công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh quan tâm hàng đầu, bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân, công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Tỉnh Bình Dương cũng đã giao cho Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị đầu mối để cung ứng lương thực, thực phẩm cho hơn 719.000 người dân ở 11 địa phương thực hiện khóa chặt, đông cứng với mỗi túi nhu yếu phẩm trị giá 50.000 đồng một ngày. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận với số tiền ủng hộ là 510 tỷ đồng, trong đó trên 218 tỷ đồng tiền mặt và gần 300 tỷ đồng vật tư, trang thiết bị y tế, hàng hóa, thực phẩm. Ngoài ra, đến nay Bình Dương đã chi hỗ trợ liên quan các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương cho gần 1,4 triệu người dân, tổng số tiền hỗ trợ gần 760 tỷ đồng. Dự báo trong 2 tuần tới, tại tỉnh Bình Dương số ca F0 sẽ tăng cao do tỉnh đang tập trung xét nghiệm tìm F0 lần 3. Do đó, tỉnh Bình Dương đề nghị Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ, tăng viện cho tỉnh thêm 50 bác sĩ hồi sức tích cực, 50 bác sĩ chuyên khoa, 100 điều dưỡng hồi sức cấp cứu có kinh nghiệm, 100 điều dưỡng, kỹ thuật viên, 10 máy thở xâm lấn và 20 máy thở không xâm lấn, 4 máy X-quang di động, 100 máy SpO2 cầm tay để đo độ bão hòa oxy.